Thì đổ rác một xe rác rất là to. Hôm trước thì là cái thùng rác nhỏ xíu à. Trước em đẩy gan mình đó có quay không? Ở phía trước là anh Hải. Anh Hải à. Quay chứ, quay để cho khán giả biết là chú Tiểu làm việc cực khổ như thế nào. Đó. Sao vậy? Sợ lên hình đó. Rồi, để phụ của chú Tiểu luôn, kéo xa không? Kéo xa không? Lên trước mặt quay nè. Đó. Đi, kệ đi. Vậy, trời. Ờ, để quay cho khán giả thấy. Quay cho khán giả thấy chú Tiểu đi đổ rác. Chú Tiểu nè cô chú anh chị. Cái thùng rác này bự nè, hôm bữa cái thùng rác nhỏ xíu à. Mà chú Tiểu đi có một mình nè. Đổ xa không chú Tiểu, đổ đâu lần? Đổ trên chùa lận. Gì, đổ trên chùa chứ hả? Đây, có cần đẩy phụ không? Để đẩy phụ cho nè. Đó. Không, cái này chú Tiểu đẩy mình được. Chú Tiểu không có cần phụ đâu. Đây nè, chị đang đẩy rồi. Đẩy sao phụ đó nha. Nó nghịch lợi. Bà này mới phá không trời. Đó. À, có lẽ là để chỗ này phải không? Điểm tập kết rác là ở đây phải không? À, cô chú anh chị thấy ha, em đây chia sẻ đây là cái cảnh mà thực tế nhất là chú Tiểu đang đi đổ rác nè. Cái xe rác rất là to. Nặng lắm ha. Rất là nặng. Đẩy xe rác này rất là bự nha, chú Tiểu vô đây ngồi có thể là đẩy chú Tiểu là được luôn á. Lỡ đây là điểm tập kết rác nằm ở đây nè, lấy chiếc xe khác đem về đổi. Đó, bây giờ chú Tiểu lấy cái thùng rác nào đẹp đẹp đem đổi coi. Có cái bánh xe nào đẹp đẹp nha. Có gì trong đây vậy? À, cái xe rác thì nó có rác. À, cái xe rác sao nó có rác trong đây ha. Đó, rồi có lấy ra kiếm kiếm coi trong thùng rác có tiền không. Ui, nó văng lên đầu ạ. Đó. Rồi đi chú Tiểu ơi. Chú Tiểu chui đây đi anh đẩy cho. Rồi. Rồi. Coi kìa, coi kìa. Có chân gách quân. Tính ra thấy những cái công việc như vậy thôi mà cũng mệt chứ anh ha. Mệt chứ. Giờ vòng tới vòng lui này kia là chứ phải là đứng ngồi không ấy đâu. Chú Tiểu ở làm việc ở đây là không có ở không đâu, làm hoài luôn á. Là công việc giống như công việc không tên đó, nhưng mà công việc nó có hoài hoài luôn. Nó thầm lặng phía trong mà nhiều khi mình không quay thì cả nhà đâu có biết được. Đó, mình phải quay chia sẻ như thế này nè. Để cho cả nhà biết là chú Tiểu làm việc luôn tay luôn á, lúc nào cũng mang bao tay là để gọi là lấy cái hương xuống đó. Nhiều khi giống như những có những lúc mà chú Tiểu ngồi chơi á, là anh em mình quay trúng á, thì có nhiều khi khán giả không nói, nhưng mà có một vài comment trong công kiểu như là nói là chú Tiểu ở không ha. Ở không. À. Nhưng mà thật sự là không có đâu chú. Phải làm chứ. Lúc mà khán giả vô đông á, chú Tiểu phải dọn dẹp bàn thờ nè, lau bàn thờ nè, rồi giúp cô chú cắm hoa, rồi để trái cây lên bàn đó. Bây giờ là đi đổ rác nè. Ngồi không không có được đâu cô chú anh chị, tại vì là chú Tiểu làm trong một cái gọi là công ty mà bị la đó, ngồi không là bị la đó. Với lại chú Tiểu cũng làm bằng cái tâm chứ không phải là thương cậu lắm. Thấy vậy đó, giỡn vậy đó chứ thương cậu lắm. Có bữa 12 giờ đêm mà còn ngồi đây với cậu á anh tin không? Vậy hả? Ừ. Không mà anh thì anh không có ở đây, anh không biết nha, nhưng mà anh là biết là cứ cuối ngày á là chú Tiểu á là trước khi về á là thắp nhang cho cậu nè, thắp nhang phanh 24 giờ gì đó. Rồi cộng thêm là đốt nến á, đốt đèn đốt nến cho cậu rồi mới về. Đó. Dạ, đó là những giây phút mà em chia sẻ ngắn cho cả nhà thấy là chú Tiểu đi đổ rác, cũng như là giúp cho bà con mình khi mà đem hoa tới đó, rồi những cái lá úa, lá héo hoặc là những cái hoa cũ á, bỏ vào thùng rác, và những cái gì mà bỏ vào thùng rác á, thì cần phải đem đi đổ nè. Đó là những cái thực tế. Tiếp tục là chú Tiểu đi lấy nước nè cả nhà. Bây giờ đổ rác xong rồi lấy nước nè. Lấy nước để làm cái gì vậy chú Tiểu? Nhúng nhang. Nhúng nhang cho nó đừng có cháy hả? Đừng cháy là vậy. Đừng có nha, cho nhang nó tắt hả? Ừ, chứ để hôm bữa nhúng không có chịu tắt cái để vô thùng rác nó cháy luôn thùng rác à. Ít thôi, sách nó nặng. Nhiều đó chắc được rồi đó. Đầy xô luôn hả? Đó, chú Tiểu đi lấy nước nè cả nhà. Để nhúng nhang mà cái nhang mà đầy quá đó, chú Tiểu lấy xuống nhúng vô đây nè, bắt đầu dục vô thùng rác chứ mà để
lửa không mà dục vô thùng rác là nó cháy. Trong đó nó có mấy cái rác khô đó, nó sẽ cháy. Ồ đầy quá, sách sao nổi. Để anh phụ cho. Trời ơi, sách nổi chuột luôn kìa. Từ thôi. Đi đâu đi hai hàng ghê vậy. Đó. Dạ em cũng thật là bất ngờ. Tính hôm nay là đã 50 ngày rồi mà mộ của cậu Năm Vũ Linh vẫn rất là đông. Rất là đông khán giả đến. Hết lượt này tới lượt khác cả nhà. Hết top xe này ở tỉnh này tới tỉnh khác tới viếng. Thì em lần lượt em chia sẻ cho cả nhà mình xem những cái khán giả đến viếng cậu Năm, để cho cả nhà xem những thông tin chính xác cũng như là thực tế nhất tại ngôi mộ của cậu Năm. Đây chú Tiểu này chuẩn bị chắc lấy nhang gì nữa này cả nhà. Sáng nay thì cả nhà thấy có một mâm trái cây này của khán giả nè. Và bên cạnh đó thì có một giỏ trái cây rất là to, hai giỏ luôn. Kèm với lại nho, bơm, phô mai. À có lẽ là khán giả biết là cậu thích phô mai hay gì đó. Thì đã có đem phô mai bánh in nữa kìa. À, trên đây là bằng bánh bía. Cậu thích ăn bánh bía nè. Nhãn, nó rất là nhiều. Sáng hôm nay thì có lẽ là trái cây và hoa được rất là nhiều cả nhà. Có bia nữa cả nhà, có bia. Đó. Dạ, chú cũng đến đây, chú thắp hương nè cả nhà ơi. Đây, mấy chị bên đây. Lâu quá còn không biết á. Tôi ở trong nhà chỉ làm thuốc với lại thuốc gì, thuốc gì, thuốc bao tử chú. Là bệnh phụ nữ nó bị viêm, đó là tôi làm từ thiện hết đời tôi. Sao là quay mẫu gì? Cô ở đâu? Đó đúng rồi, Hoa, để cho con hỏi chút xíu, Hoa, con xin lỗi cô, cho con hỏi chút xíu, con xin phép. Để con quay lại, hôm nay làm đói quá. Không, để con hỏi cái vụ cái bệnh để con có thể là con chia sẻ, con chia sẻ. Cô làm từ thiện hết con. Trong đây con đau bao tử cô à, con đau đại tràng ngàn qua, con đi nội soi hết mấy triệu. Không, lấy đó cứ chú lấy nhưng mà chú có tâm á, chú niệm Quan Âm Bồ Tát. Cô. Lấy cái ghế cho cô ta. Con đi kiếm cái ghế. Đi kiếm ghế lên, lấy cái ghế cho cô. Để cô ngồi. Từ ngày tới giờ là tôi vậy là chú đi lại đó, chú hỏi là cái gì hay làm thuốc từ thiện phường đi chùa là tôi trước cửa là có cái tiệm nó bán cái gì đó, đại lý với một cái tiệm ngâm đồ đường đi đất 2662 gì đó, tôi cũng thấy dành mà ấy là. Dạ. Cái đường đó là mẹ con cũng vừa mới mất chôn ở đó ngay cái chùa luôn. Dạ, có biết cái chùa đường 336 không? Bà biết. Cái chùa bên tay phải đó. Ông Tư gì đó. À cái chùa mà chôn mộ chôn đó, cái chùa mới thành lập đó. Dạ dạ mới là mẹ con. Ông làm ông bán một mấy chục triệu à. À đúng rồi. Đúng rồi, tôi cũng mua 3-4 nền kế đó. Dạ, đi về nhà tôi lên đó là phạt bóng cái số. À bây giờ lấy là tới đó hỏi cô gì, cô có lắc con trai xuống con số điện thoại đi để cô có thể là những cô cứu. Tôi thì nói thiệt với chú là tôi vô rồi cũng có điện thoại nè, nhưng mà chú đi cái chú ở cái đường đó là chú có hỏi bà hai làm thuốc từ thiện. Bây giờ tôi vô đó là ở 23 năm nay rồi, gốc gá ở tại Chợ Lớn. Dạ. Cái chỗ cơ sở là chợ là thuốc cho những cái thuốc bà phụ nữ. Dạ. Và thuốc bao tử để bao, thuốc phụ nữ là bị viêm tử cung và bao tử gia truyền. Bởi vì dạ, tôi cũng làm xuyên tâm liên trinh nữ hoàng cung đủ thứ hết á. Cái đây cũng là một cái duyên thưa cô ạ. À, tại vì tụi cháu cũng có thể là cập nhật đây. Dạ. Và chia sẻ lên tất cả cộng đồng mạng nào mà có những cái trường hợp bệnh như vậy. Dạ. Thì đến nhờ cô giúp đỡ để tạo một cái phước là để người ta khỏi bệnh cho họ, để khỏi mất tiền hoặc những hoàn cảnh khó khăn đó cô. Đúng rồi, bởi dạ, vì thuốc của tôi là đi các nơi Tháp, An Giang, Vĩnh Châu, Hà Nội các nơi. Bây giờ rất tiếc có thể là lát cô cho con riêng số điện thoại được không ạ? À? Để chú tôi gần cháu dạ, đưa nè. Dạ, rồi cô có gì? Bây giờ cô có cần ngồi nghỉ không? Ngồi nghỉ xíu. Tôi đứng đi, tôi đứng. Con lấy ghế nha. Bởi vì nãy giờ tim tôi nó hơi đập mạnh, dạ, tôi cũng nhiều bệnh. Dạ, dạ. Là tại vì tôi nằm trên bao tôi thấy nó tôi phải đến đi, mà tôi trốn con. Cô nằm trên bao là thấy gì? Tôi thấy nó nói là tôi đi vô đây tôi thăm thiết kiều, cái tôi giật mình tôi dậy nó chung mấy ông bạn vô thì tôi mới đi lên đó, mà tôi trốn gia đình tôi đi đó, tôi nói thiệt cho mấy người biết, tôi có ai hay. Trời, thương cô quá trời. Cô trốn gia đình.